Thưa quý vị, Vĩnh Trạch là một trong hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thoại Sơn vào năm 2015. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn xã, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, kinh tế và xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Phát huy những thành quả đã đạt được, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trạch đã nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao một cách toàn diện theo quyết định số 1005 ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, tạo ra một vùng quê đáng sống hơn. Sau khi phát động xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch đã tổ chức rà soát và tự đánh giá 19 tiêu chí, 35 chỉ tiêu. Tiếp đó, xã kiện toàn ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện bộ tiêu chí nâng cao, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư cho các chỉ tiêu chưa đạt. Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng phải đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đến nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Trong đó, ưu tiên phát triển các loại cây con chủ lực mà địa phương có lợi thế, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa nâng cao giá trị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách. Từ đó, nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Hiện tại bây giờ xã Vĩnh Trạch rất là vừa lòng khi mà xã Vĩnh Trạch được công nhận là xã nông thôn mới hoặc là nông thôn mới nông cao. Thì bản thân mình thì phải nói là may mắn được ở trong xã này là một trong những cái xã mà được ủy ban, chính quyền địa phương đầu tư rất là nhiều để làm cho người dân có mức sống càng ngày cao hơn. Nó làm cho giảm dần cái khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Sau 5 năm được công nhận xã nông thôn mới, Vĩnh Trạch tiếp tục duy trì nâng chức giữ vững 19 trên 19 tiêu chí. 49 trên 49 chỉ tiêu Bộ Tiêu chí Quốc gia ban hành. Năm 2018, xã Vĩnh Trạch được tỉnh, huyện chọn làm điểm để thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp để thực hiện đạt chuẩn Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định. Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới từng bước được xác định rõ, qua đó đã khuyến khích, động viên được người dân tham gia đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, mọi việc làm ở địa phương đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Qua đánh giá của các ngành chuyên môn của huyện Thoại Sơn, hiện nay xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 35 trên 35 chỉ tiêu. Giải pháp tới thì xã thực hiện là cái thứ nhất, là làm sao là cho được về công tác tuyên truyền vận động mà cho người dân nhận thức được là cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đây là chương trình nhà nước nhân dân cùng làm. Và một cái thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền vận động là cái mặt trận tổ quốc cũng như là hội đoàn thể cũng như là hội quần chúng phải thay đổi cách tuyên truyền vận động. Và bằng cách là tuyên truyền vận động là phải gắn với cái chỗ là cái mô hình cũng như là về cái những cái phong trào mà đã được là huyện tỉnh là đánh giá là tốt thì chúng ta nhân rộng ra. Cái thứ ba nữa là yếu tố là về cái chỗ là cái tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền là phải là gắn với cái việc là đào tạo cái nhân lực là tất nhiên là con người, là cán bộ công chức là phải có phẩm chất đạo đức cũng như là về cái lối sống trong cái thực thi cái nhiệm vụ. Đây là một trong những cái yếu tố mà thành công hay không thành công thì yếu tố này đạt 50%. Từ những định hướng, giải pháp, lộ trình cụ thể, xã Vĩnh Trạch sẽ được ngành chức năng thẩm định công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Đây là tiền đề, những kinh nghiệm quý cho huyện Thoại Sơn tiến tới hoàn thành lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.